Rồi máy nổ giật bãi Thanh Bình xin chào bà con nha bà con. Nó hôm nay máy nổ giật bãi Thanh Bình đó là thu ship lên cho bà con hàng. Bữa nay hàng công ty đưa về cho máy cỏ Thanh Bình đó là thử xử lý tiếp cho hàng công ty nó bị tồn kho ha. Nó là hồn kho lại là giải quyết dùm cho công ty là chuyến này là mình không có dám lấy nhiều. Đó, mình không có dám lấy nhiều thì trước mắt là công ty gửi về cho mình một chục con máy gì để làm đặng thanh lý tiếp công ty ha. Thanh lý công ty kêu lấy mình lấy tới 20-30 nhưng mà máy nổ giật bãi Thanh Bình không có dám lấy nhiều. Không biết là có thanh lý được hay không nên mình không dám lấy nhiều ha. Thì mình về thử cho bà con là một chục cái máy Osaka ha, hàng Đài Loan loại 1 nha bà con, hàng Đài Loan loại 1 Honda 6.5 HB. Đó, Honda 6.5 Honda GX 200 6.5 HB. Thì hiện tại bữa nay mình vừa về tới thì mình thanh lý cho bà con máy là còn nguyên đai nguyên địa nguyên kiện ha. Nó nguyên thùng, nó chưa qua sử dụng tại Việt Nam ha. Chưa qua sử dụng tại nước ngoài, nói chung là chưa qua sử dụng. Máy là mới 100% là zin 100% ha. Thì bên công ty á, là nhờ mình xử lý tiếp. Nói chung mình là đại lý phân phối của Osaka thì bà con cũng đã biết khoảng gài mình chuyên bán hàng Osaka ha. Thì bữa nay công ty nhờ mình giải quyết cho công ty là sổ trả hàng tiếp cho công ty. Bởi vì công ty là hiện tại là hoàn toàn kho rất là nhiều. Thì công ty có nhờ mình nó là xả hàng. Thì bữa nay mình có nhập về 2, 4, 6, 8, 10 con. Thử trước 10 con. Nếu bà con mình có cái nhu cầu mà sử dụng cái dòng máy này thì vô mua. Và hiện tại bây giờ giá thành rất là rẻ. Thì mình giới thiệu một chi tiết hiện tại bây giờ là 10 con máy. Thì máy cắt cỏ, máy nổ giật bãi Thanh Bình đó là chỉ giới thiệu cho bà con một con ha. Thì 10 con kia giống hệt nhau. Thì bà con cần mua thì cứ liên hệ trực tiếp với máy cắt cỏ giật bãi Thanh, máy nổ giật bãi Thanh Bình ha. Thì cái hàng này á, mình giới thiệu chi cho bà con nè. Cái này là không phải là lỗi lầm hay hoặc là bị cái gì hết. Bởi vì công ty sản xuất là rất là nhiều, số lượng rất là nhiều. Thì giải quyết không nổi. Đó là ví dụ như ra hàng không kịp thì máy cái bên bên mà nó bên công ty mới nhờ là mình là đại lý phân phối nên công ty mới nhờ mình giải quyết tiếp cho công ty ha. Thì nhập về số lượng thì mình xác nhập số lượng nhiều về giải quyết cho mấy anh em là bán lẻ cho giải quyết tiếp ha. Thì bây giờ mình lên live mã cho bà con đây. Đầu tiên con này là Osaka ha, được công nhận là chuyên gia điện máy nè, công nhận là nhà nước mình công nhận chuyên gia điện máy ha. Nó GX 200 6.5 HB ha. Con này áo yếm đồ đạc của nó là bà con nhìn thấy rất là dày dặn, rất là chất lượng luôn ha. Thùng xăng của nó là thùng xăng vuông ha, rất là dày luôn, bà con thấy không? Đó, rất là dày ha. Đó, đây, nắp xăng là nắp xăng dặn, rất là xịn giò ha. Dòng này thì nắp xăng dặn thì tránh tình trạng bà con mình là bị đi xăng ha. Đó, rất là xịn giò. Đây, Osaka được nhà nước mình công nhận là chuyên gia điện máy đàng hoàng. Dòng này nó là hàng Đài Loan loại 1 thì máy nổ Nhật Bản Thanh Bình sẽ chỉ những điểm loại 1 cho bà con coi. Ha, chứ không phải mà giới thiệu mà khơi khơi cho bà con mà nói là hàng Đài Loan loại 1 là không có, hay là hàng Trung Quốc hay là hàng Đài Việt Nam gì đó mà nói Đài Loan loại 1 là không có ha. Đây, để chữ là DTMH24041147. Bà con thấy chưa? Hàng Đài Loan thì người ta sẽ qua kiểm định xong người ta sẽ có số đồng hoàng ha. Lốc đẹp ken xà ben, đặc biệt con này là dày dặn, đồ đạc của nó rất là dày dặn nha bà con. Đó ha. Đó, cốt thẳng tua nhanh, dòng tua 4.000. Con này thì mấy bà con mua về là kéo nén thuốc, kéo máy, kéo cái này kéo cái kia, chạy xuồng chạy xong đồ hen, rồi chạy máy phát điện này kia đồ cũng rất là ngon luôn ha, rất là xịn giò ha. Mới là chưa xăng chưa nhớt các bà con, chưa xăng chưa nhớt là chưa hoạt động ha, chứ trong máy là nó có nhớt các bà con. Nó lóc ha, đặc biệt trong này là có nhớt các bà con. Nó có nhớt là nguyên nhân sao để em thôi giờ giới thiệu cho bà con không có nhớt nè. Máy chút gì để có nhớt ha, có miếng nhớt trong này. Thì bà con nào đã từng xài những cái dòng máy mới thì mình cũng đã biết lúc nào người ta gắp máy thì mới có nhớt nha bà con. Nó nhớt đó là nhớt bảo vệ động cơ ha, chứ không phải là nhớt xài máy ha. Nó nhớt là bảo vệ động cơ. Nó ốc ác ha, mới ken xà ben, đặc biệt cái dòng này nó rất là nổi tiếng ở chỗ là bua đen ngâm bóng nè ha. Chụp áo bua ngoài bằng ni nóc nha bà con, chứ không phải hàng thường ha. Cò OHV, bình xăng là da băng ha. Đó, bình xăng của nó là da băng nào hoàng. Đó, lóc đẹp ken xà ben ha. Cái dòng này thì giá thành nó rất là rẻ luôn, bà con mình sử dụng rất là ok luôn. Đó, máy ken xà ben nha bà con, máy cực kỳ VIP luôn. Đó, để bà con nè, rất là dày dặn, rất là chất lượng luôn ha. Mới cực kỳ luôn, mà hàng công ty thanh lý. Đó, mình về mình thanh lý cho công ty nên giá thành nó rất là rẻ ha. Hàng Đài Loan loại 1, mình sẽ hướng dẫn cho bà con coi rồi đấy ha. Hàng Đài Loan loại 1. Thì con này thì mình để mình dỡ cái thùng nó ra, coi trong phụ kiện trong thùng nó có cái gì. Thì mình giới thiệu cho bà con mình luôn ha. Chứ bây giờ nói thanh lý mà không biết trong thùng nó có cái gì đó, thì máy nổ giật bãi Thanh Bình cũng chưa có coi. Về nãy giờ thì lát nó tháo ra nó coi thôi, chứ máy
nổ dược bãi Thanh Bình thì cũng chưa có coi ha, để coi trong thùng nó có cái gì đó. Thì con này á, là trong thùng nó sẽ có phụ kiện đi kèm theo cho bà con mình, đó là một cái tiếp mở buri ha, một cái tiếp mở buri đó. Cái này là thùng nó đang đóng về cho mình ha. Ở đây coi có còn cái gì nữa không, về giấy độn nha. Đó, nó tặng cho bà con một tiếp mở buri ha, còn giúp được của mình nha bà con. Đó, tiếp mở buri ha, chỉ có một tiếp cái tiếp mở buri thôi chứ không có gì hết nữa ha. Đó rồi, bên máy cắt cỏ máy nổ nhật bãi Thanh Bình á, thấy vậy thôi, khi bà con mình nhận máy á, thì bà con mình đâu có gì đâu mà thử ha, không lẽ bắt chạy ra chợ mua một chai nhớt hay là mua cái gì về thử. Đó, thấy vậy thôi, máy cắt cỏ Thanh Bình á ha, máy nổ nhật bãi Thanh Bình nó, thì trong đó nó có tặng cho bà con một cái tiếp mở buri rồi, thì máy nổ nhật bãi Thanh Bình tặng bà con thêm một chai nhớt nữa ha, chai nhớt của hãng Mekong ha, nó dầu nhớt bôi trơn, nó nhớt bốn thì bảo vệ liên tục ha. Đó, hàng tặng kèm theo bà con một chai nhớt gì nữa ha, một cái máy tiếp mở buri nó tặng rồi, bao ship cho bà con luôn đó. Thì bà con có mua máy thì bà con nhớ kỹ giùm cho máy thì nổ nhật bãi Thanh Bình là đọc tên nó ha, tên nó là Osaka ha, Osaka hàng Đài Loan ha. Đó, động cơ GX200 đó. Thì con này hiện tại mình đang bán cho bà con cái giá là thanh lý của công ty luôn, 1,6 triệu ha. Đó, 1,6 triệu bao ship tận nhà. Thì cũng nói thiệt tình với bà con, đó là cái giá công ty đưa ra là 1,5 triệu đó, nhưng mình bán 1,6 triệu ha. Vì nguyên nhân ở chỗ là mình có tặng cho bà con một chai nhớt đó, với tặng thêm cho bà con một chai nhớt với bao ship tận nhà cho bà con. Nó còn bán giá 1,5 triệu thì không tặng nhớt ha, bà con tự trả tiền ship đúng chưa. Thì bây giờ mình kê lên 100.000 là 1,6 triệu đó, là tính cho bà con giá 1,6 triệu đặng bao ship tận nhà cho bà con dễ. Thứ nhất, thứ hai tặng kèm cho bà con một chai nhớt nữa ha. Hàng này thì bán cho bà con là bảo hành cho bà con mình nửa năm sử dụng ha, nửa năm chứ không phải là 6 tháng ha, nửa năm nghe bà con. Đó, nửa năm sử dụng ha. Đó, hàng Đài Loan loại 1, bảo hành cho bà con mình nửa năm sử dụng. Rồi, quay cho bà con coi ha. Đó, đây cũng là Osaka 200 ha, hàng mới can span hết trơn ha. Đó, tổng là 10 con. Thì bà con nào có thấy á, mình có coi được cái like này thì vô chốt liền nha bà con, bởi vì hiện tại mới nhập 10 con thôi, để mình coi mình nhập về mình thanh lý cho tiếp công ty có được không. Nếu mà được thì mình sẽ nhập số lượng nhiều ha. Đó, hoài tới cho bà con thanh lý liên tục cho bà con mình được con máy xài ha. Thì chỉ có bao nhiêu đó thôi. Bữa nay thì máy nổ cho bãi Thanh Bình là tu ship thanh lý cho bà con là 10 con máy ha. Thì bà con cần con nào á, cần cái dòng máy này mình về mình sử dụng, nó cút thẳng tua nhanh ha. Con này mà sên sình cũng hết sảy luôn nha bà con. Đó, thì bà con liên hệ với máy nổ giật bãi Thanh Bình qua số điện thoại trên màn hình, số đó là số Zalo của máy nổ giật bãi Thanh Bình luôn ha. Đó, rồi máy nổ giật bãi Thanh Bình cảm ơn bà con trong thời gian qua đã ủng hộ kênh máy nổ giật bãi Thanh Bình rất là nhiều ha. Thì bà con nào cần những con máy thanh lý thì cứ liên hệ trực tiếp với máy nổ giật bãi Thanh Bình. Đó, số điện bà con vô coi like, đó mình vô mình chấm mình đăng ký kênh nha bà con. Nó đăng ký kênh và đừng quên cho máy nổ giật bãi Thanh Bình xin một like ha. Đó, rồi máy nổ giật bãi Thanh Bình xin chào bà con và hẹn lại bà con trong like tiếp theo nha bà con.